Top 5 thuộc về Core W hay tên gọi khác là Double. Số lượt view tổng của toàn bộ tập phim không bao gồm movie là 36.500.000 view. Kamen Rider W là câu chuyện kể về hai chàng trai Sotaro và Philip, một người là một vật thí nghiệm, còn kẻ kia là một thám tử vô danh. Cả hai hợp tác với nhau để bảo vệ thành phố Futo, chống lại thế lực của Museum, nơi những memory hắc ám được phát tán rộng rãi tràn lan khắp thành phố Futo, biến những người dân tốt bụng nơi đây trở thành những Topan, những kẻ với quyền lực của một ký tự đặc biệt trên memory mà chúng sở hữu. W là hai nửa của một con người. Sotaro hành động nhiều hơn suy nghĩ. Philip nhìn bề ngoài yếu đuối, nhưng bên trong anh là cả một kho tàng kiến thức theo nghĩa đen. Cả hai kết hợp tạo thành W, với nửa xanh lá của Philip Cyclone, nửa đen Joker của Sotaro. Những bí ẩn xoay quanh Dopan, mục đích mà họ trở thành Dopan là gì và những vụ án dần được hé mở. Những sự kiện phía sau liên quan tới Museum và chúng có liên quan gì với chàng trai Philip, một người cũng bí ẩn không kém, mặc dù là một trong hai nhân vật chính của bộ phim. Quá trình phát triển của W sẽ như thế nào, cũng như tên gọi của W có thật sự là chiến binh hay phải gọi đúng là Joker, kẻ hề trong toàn bộ câu chuyện, tên gọi đó đại diện điều gì cho anh, các bạn hãy tìm xem Core W nhé.